Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video này mục đích là để cho những anh em đang sử dụng xe VinFast hoặc là một số anh em chuẩn bị mua xe điện VinFast muốn tìm được trạm sạc ở khu vực mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm dễ dàng nhất và hiệu quả nhất. Cái link mình có để ở phía comment bên dưới để cho các bạn vào và sử dụng. Đây là biểu đồ tất cả những trạm sạc của VinFast được trải dài từ Nam ra phía Bắc. Các bạn có thể tìm một cách rất là đơn giản. Chẳng hạn như các bạn muốn tìm một khu vực phía miền Tây thì các bạn có thể phóng to ra bằng cách là kéo chuột, cuộn chuột lên thì các bạn sẽ tìm được những cái trạm sạc cách dễ dàng ở khu vực mình đang sinh sống. Ngoài ra mình có thể tìm một cách cụ thể và chi tiết hơn bằng cách là mình sẽ vào cái hình kính lúp tìm kiếm. Đây ví dụ như là mình đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mình muốn tìm trạm sạc ở quận Bình Tân, rồi mình sẽ gõ Bình Tân. Rồi mình enter. Bản đồ nó cũng sẽ hiển thị ở khu vực mình sinh sống. Các bạn thấy là nó sẽ hiện ra những cái ô tròn như là 60 và 11 và 180. Đó là trạm sạc, công suất của trạm sạc. Ví dụ như ô 11 là công suất nó là 11 kW và ô 60 là 60 kW, ô 30 là 30 kW. Đó, các bạn thấy nó phủ rộng khắp quận Bình Tân và mình muốn tìm cụ thể hơn và chi tiết hơn, mình cũng có thể là mình sẽ lít vào những cái tuyến trục đường nào ở khu vực mình. Ví dụ như khu vực Tân Tạo A, gần khu vực Go An Lạc là có một trạm sạc 60 kW, các bạn có thể lít vào trực tiếp trên cái hình tròn 60 kW này. Đó, và các bạn qua phía ô bên trái sẽ hiển thị cho các bạn tên của cửa hàng xăng dầu Mỹ Anh. À, có địa chỉ cụ thể cho các bạn, số 400 Hộp Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, và nó sẽ liệt kê cho các bạn là có bao nhiêu cổng sạc và thời gian hoạt động của cái trụ này luôn. Ví dụ đây là có 4 cổng sạc 60 kW, nó hiển thị cũng rất là cụ thể nha các bạn. Ví dụ như ở đây là các bạn thấy có cửa hàng xăng dầu Mỹ Phong, nó sẽ liệt kê hai cái trạm sạc siêu nhanh 180 kW, bãi đổ xe tư nhân 68 cũng vậy luôn, có trạm sạc siêu nhanh 80 kW, bãi giữ xe tư nhân Minh Quân. Đây mình lít vào nó sẽ liệt kê ra tất cả tổng cộng bao nhiêu cổng sạc, 4 cổng 60 kW và 4 cổng 11 kW. Ngoài ra các bạn có thể tìm nhiều trạm sạc bằng cách bạn sẽ lít vào xem tất cả 22 kết quả. Bạn lít vào nó sẽ hiển thị rất là nhiều cái trạm sạc ở khu vực Bình Tân. Các bạn đã thấy đó, nó việc tìm kiếm nó rất là đơn giản. Khi bạn lít vào nó sẽ đưa cho các bạn là địa chỉ
và bao nhiêu trụ sạc, bao nhiêu kilowatt để phù hợp với xe mình đang dùng. Tương tự các bạn cũng có thể tìm ví dụ như trạm sạc ở quận nhất, các bạn cũng gõ vào ô tìm kiếm quận nhất đó, thì nó cũng hiển thị, thứ nhất là nó hiển thị cái bản đồ cho các bạn, nó sẽ khoanh vùng cái quận nhất cho các bạn, và nó hiển thị trên các tuyến đường đó, cái tuyến đường nào các bạn thường hay đi đó, ví dụ như là các bạn đi qua bên gần Thảo Cầm Viên, nó có những trạm sạc, như là gần khu vực Cầm Viên nó cũng có nhiều trạm sạc, ở khu vực bên Đa Cao cũng có trạm sạc, công viên Lê Văn Tám cũng có trạm sạc. Đó, ngoài ra thì các bạn tìm chi tiết hơn thì các bạn có thể vào ô đích đích vào, ví dụ như bạn các bạn thể xem tất cả những kết quả của nhiều trạm sạc đó, các bạn xem trạm sạc nào gần khu vực mình sinh sống thì các bạn cứ tìm rất là dễ dàng, rồi phải đổ xe tư nhân nhân phát đó, có trạm sạc siêu nhanh đó, 10 cộng 80 kW, 2 cộng 11 kW, nó hiển thị rất là cụ thể đó, các bạn có thể tìm kiếm nhiều trạm sạc, nhiều trạm sạc bãi đỗ xe này, như rất là nhiều bãi đỗ xe Thu Hiền đó, các bạn click vào này nó sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra các bạn có thể đi du lịch ở khu vực nào đó, các bạn cũng có thể tìm, các bạn gõ vào ô tìm kiếm thì nó cũng tương tự thôi, nó cũng sẽ hiển thị trên bản đồ ở khu vực, ở tỉnh thành đó. Ví dụ như các bạn về Bến Tre, ví dụ thành phố Bến Tre thì các bạn gõ vào ô tìm kiếm Bến Tre đó, thì từ thành phố Hồ Chí Minh các bạn di chuyển về tỉnh Bến Tre thì nó cũng có những trạm sạc cho các bạn đó, nó hiển thị nè, Go nó tiếng người Go hàng lạc, nó cũng có trạm sạc đó, cửa hàng xăng dầu Bvion đó, và 21 cái trạm sạc khác đó, các bạn cũng có thể tìm đó, tỉnh nào cũng vậy, các bạn cứ gõ ô tìm kiếm mà quận huyện nào đó, các bạn gõ ô tìm kiếm nó sẽ ra tất cả trạm sạc cho các bạn, rất đơn giản và rất là dễ dùng. Cái bản đồ này có thể dùng để đi du lịch được nha các bạn. Các bạn có thể trước khi lên kế hoạch đi du lịch ở tỉnh thành nào đó thì các bạn cứ dùng, và kết hợp với Google Maps đó, cái Google Maps thì các bạn có thể chọn tới nhiều địa điểm cùng một lúc đó, để các bạn có thể đi đến đâu cũng có thể sạc cách dễ dàng. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.